so giày Thanh Hùng Futsal Club. Hello Cao Toàn, nay mang đồ gì đi đá vậy? Em mang 15 rồ. Vậy 15 rồ. Đó là mua lâu chưa? 4-5 tháng gì vậy? Sau bao lâu thì em mới cảm thấy thoải mái với đôi giày này? Chân em thì đôi này chắc tầm 3 trận. Bởi vì form con này cũng tương đối bền chứ không bó lắm. Rồi tính khi nào mua đôi giày mới? Chắc chờ Vapor 16 ra em. Vapor 16 hả? Dạ. Chứ không phải chờ này hư à? Này. Superfly 7 Elite IC. Hôm nay đá sân cỏ nhân tạo mà sao em lại mang đế IC anh? Tại giờ đang mùa khô á nên mang IC cho nó thoải mái. Anh có bao giờ mà vấp cho bạn té hay trượt té chưa? Rất là nhiều. Mà thôi, mình đam mê xe, mình cứ xài xe thôi. Nhưng mà mình không khuyến khích mấy các bạn đá gọn tạo mà đế mấy đế xe. Tại vì mình cũng dạy quen cái đế này rồi. Thì anh tính khi nào sắm đôi giày mới anh? Đang đợi Phantom màu mới ra để mua 2 Pro. Dạ, Phantom 2 Pro thì... Có thì đợi màu trắng đen thì không thích lắm. Dạ. Chứ phải đợi, chắc phải đợi màu mới nó màu nó sáng sủa xíu. Cái kết cấu mà già cái dây nó đang chéo á, anh mang cái dòng đó mình xuống đó, nó tiếp xúc có tiết diện cái phần mu bàn chân nó nhiều á, mình dễ xuống banh lắm. Chờ anh lên đơn nha. Anh lên đơn hả? Đơn này anh xài nhiều chưa, mới quá vậy? Trời ơi, này là trung bình là một tuần là 2 trận. Toàn 2 trận với đôi giày này? Đúng rồi. Sao nhìn nó còn mới quá vậy? Trời, tại vì mỗi lần mà đá xong về là anh luôn lau đôi giày cho sạch rồi xong anh mới cất. Đó chứ mẫu nào mới ra mình thấy hợp chân mình sẽ để dành để mình mua thêm mà. Tại vì một tuần mình đá một, không phải anh đá một trận, một tuần mình đá có khi là 4-5 trận rồi. Nên mình sẽ thay giày luân phiên chứ không có dùng một đôi. Đôi Mizuno Alpha Pro này em thấy là anh có 2 màu lại. Đúng rồi, có cả màu trắng nữa. Mà đôi đó là anh được tặng. À, mà đôi kia có vẻ như anh ít sử dụng hơn đôi này đúng không? Không, tại đôi kia nó nhỏ hơn đôi này. À, nhỏ hơn, tại vì đôi kia nhỏ hơn cái này nửa size. Dạ. Đôi kia là 38.5, còn đôi này là 39. Mấy cái đôi này anh đã bao giờ mang đi bảo hành bây giờ chưa? Chưa, hồi từ lúc mua tới giờ hầu như Mizuno là không có bao giờ anh bảo hành. Có một cái đôi mà màu đen tới giờ vẫn còn mang được luôn. Mặc dù là nó chỉ bị một phần là cái đế chữ L thôi. À, là nó bị mòn, còn lại búp bơ là không biết chừng nào mới hư luôn. Và đây là Kim Messi.